đồ Tết nha. Cái quầy này là có đồ, có không khí Tết rồi mọi người ơi. Đây, bánh kẹo hột dưa. Bánh kẹo hột này là gạo lứt nha mọi người. À, gạo lứt này ăn được không thấy ngon. Gạo lứt ăn là đỡ mập. Đó, cả nhà mua sắm đồ Tết chưa? Nhìn thấy không? Đủ sắc màu luôn. Bánh kẹo đủ sắc màu luôn. Đó, wow, nhìn rất là hấp dẫn nha. Không khí Tết rộn ràng rồi mọi người ơi. Đây hạt dẻ ha. Trúng ra bực me nè, Đây là gừng dẻo nè. Đó. Bên kia là nho kìa. Đó, không khí Tết rộn ràng đã. Đến siêu thị là có Tết liền nha. Ở nhà không có Tết đâu. Các loại đồ khô, thực phẩm khô nè. Ở nhà ăn cái gì? Đó, thực phẩm khô nè. Wow. Siêu thị vẫn vắng nha mọi người, không có đông nha. Chỉ có cái khu bánh kẹo thì rất là nhộn nhịp và đông thôi. Đó. Toàn cảnh siêu thị đây. Các loại đồ khô này nhìn rất là đẹp mắt ha. Đó, ốc chó nè, hạnh nhân mắc ca nè, rất là nhiều món để ăn ha. Cái này cái gì mà sao ta làm sẵn ra vậy ta, miếng xanh miếng rồi gì này. Nhìn hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Rồi mình qua cái quầy này. Ai biết kênh chưa kênh? Đó đây. Đó, mất miếng hạt dưa này. Hạt miếng dưa ha. Miếng hạt dưa ha. Miếng bên này ha. Đó, đang đứng kênh đó. Đó, vui vẻ mọi người đang háo hức mua lựa bánh Tết nha. Lựa đồ Tết nha. Đây đây, những cái quầy này là xanh đỏ tím vàng, các em bé rất thích nè. Đó. Mấy em bé là xanh đỏ tím vàng này khoái lắm. Đó. Thạch rau câu đủ các loại thạch luôn. Cái này là em bé nào cũng thích nha. Rồi cái này là gì đây? Táo sấy dẻo hả? Đó, còn qua bên đây nữa nè. sắm tết thôi cả nhà ơi, dù gì á mình cũng mua ít đồ Tết cho có không khí Tết chứ nha. Tết mà không có nhà không có đồ này kia để nhìn là buồn lắm á. Đó, các em nhỏ bay vô đó, xanh đỏ tím vàng đẹp chưa, xanh đỏ tím vàng quá trời đẹp luôn, các loại thạch luôn ha. Mắt không? Đó, các loại thạch luôn ha. Đó, các con này bánh hộp ha. Các loại đồ khô ha. Tết mới ăn thôi. Tết mới ăn kẹo này. Nhất Tết mới có bắp ăn thôi nha.
mình ăn ít thôi, ăn nhiều mập lắm. Đúng rồi, Tết là có bắp đi cho nó ăn, cho nó có không khí, cho bắp nổ nguyên cả năm luôn. Thạch đại thạch nha, thạch ha. Đó, mọi người đang lựa đông rất là vui vẻ ha. Gà đậu phộng hả? Ăn gà đậu ăn lấy đó đi, Úc Hiếu lấy ít mỗi thứ ít đi. Kệ đi, mình là lấy mỗi thứ mỗi ít thôi cho nó đẹp cái ngoài. Hoa gà đậu phộng với mẹ bắt ăn á. Phộng hả? Quay hoa cho nó đẹp mắt luôn. Ăn không sao đâu, ăn đi. Mình rất thích hoa nha, mình rất thích hoa, qua miếng hoa cho nó có không khí xuân nha, rất thích hoa lắm luôn đó. Hoa này hoa kia rất nhiều ha. Và cảnh siêu thị nè rất là náo nức ha, nhưng mọi năm sẽ đông hơn nha, mọi năm mấy ngày này mình đi sắm Tết thì rất là đông đúc. Năm nay thì Hằng thấy siêu thị vẫn lưa thưa thôi, không có đông như mọi năm. Chỉ có khu này Hằng thấy đông thôi, còn mấy cái khu kia Hằng thấy vẫn vắng nha, không có đông có gì lắm đâu. Nói chung là mọi người cũng ít đi, vì tình hình là mọi người cũng hạn chế ra đường như vậy rất là tốt. Nhưng Hằng đi sắm sơ sơ rồi Hằng sẽ về ngay thôi, Hằng cũng không có la cà đi lâu đâu. Sắm sơ sơ vài món rồi đi về thôi. Đó, tới sắm Tết. Đó, không khí Tết. Chợ Tết. Đó. Tôm tụ. Đi đâu con bé? Bánh kẹo đầy đủ. Wow, qua đây là em nhỏ nào bay vô nè. Ăn với chị Hằng không? Bánh kẹo mất Tết nhìn đã mắt không? Không ăn mà nhìn thấy cũng đẹp mắt rồi đó. Mấy em nhỏ rất là khoái ha. Đó. Mấy em nhỏ rất là khoái luôn, nhìn đẹp. Phải sắc vòng vòng luôn. Rộn ràng sắc xuân ha. Cái khu quầy bánh tiền nè. Quầy trái cây nè. Đây là quầy trái cây. Đó, khu bánh tiền. Nói chung là khu tính tiền vẫn không có đông đúc gì, vẫn bình thường, không có chờ đợi gì nhiều đâu, cô là tính thôi. Dạ rồi, bye bye, hẹn gặp.